Trong đêm chung kết Hoa hậu trái đất 2018 diễn ra tại Philippines vào tối ngày 3 tháng 11, đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Phương Khánh đã vượt qua 87 thí sinh, lần đầu giúp Việt Nam giành vương miện danh giá trong đêm chung kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một thí sinh của Việt Nam lên ngôi tại một trong năm cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Chiến thắng này không quá bất ngờ bởi ngay từ những ngày đầu dự thi, Phương Khánh đã được các chuyên gia sắc đẹp dự đoán vào top cao nhất. Cô cũng đã giành nhiều thành tích cao ở các phần thi phụ như huy chương vàng trang phục dạ hội, huy chương bạc phần thi áo tắm và giải trang phục dân tộc đẹp nhất. Người đẹp đang là sinh viên chuyên ngành marketing của trường Curtin University Singapore, một trong 10 trường đại học lớn ở đảo quốc Sư Tử. Trong đêm chung kết, Phương Khánh xuất hiện với sự quyến rũ rạng ngời. Cô cũng đã có hai lần trả lời ứng xử xuất sắc khi vào top 8 và top 4. Trong khi nhiều người đẹp khác phải nhờ đến phiên dịch, Phương Khánh tự tin trả lời bằng tiếng Anh. Còn tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu quý bà quốc tế 2018 diễn ra tại Singapore với sự góp mặt tranh tài của hơn 30 thí sinh đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Vương Ngọc Loan, nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Trải qua các phần thi, Vương Ngọc Loan được gọi vào top 5 cộng 1 và tham gia trả lời câu hỏi ứng xử. Nhờ sự tự tin và câu trả lời về lòng nhân ái thuyết phục ban giám khảo, cô đã được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu. Cô sinh năm 1986 tại thành phố Hồ Chí Minh, từng đoạt giải thí sinh sở hữu gương mặt đẹp tại cuộc thi Hoa hậu du lịch 2008 và là Á hậu quý tộc thế giới 2017. Danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về tay hai người đẹp Thụy Sĩ và Nepal.